Kênh Thuốc Nam Thuốc Bắc xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn cách chữa đau dạ dày bằng tía tô. Có nhiều người bị đau dạ dày kéo dài, chữa trị nhiều loại thuốc tân dược và bệnh không thuyên giảm, thậm chí có những trường hợp phải gánh chịu thêm những tác dụng phụ đáng tiếc. Vậy nhưng khi áp dụng những bài thuốc dân gian thì bệnh lại nhanh chóng đẩy lùi. Điển hình trong số đó chính là bài thuốc từ tía tô. Chi tiết bài thuốc sẽ được giới thiệu ở video này. Đặc điểm chính, tía tô có tên khoa học là Perina Frustescens. Tuy nhiên, trong dân gian người ta vẫn quen gọi cây bằng cái tên khác nhau như tử tô, xích tô, é tía. Đây là loại cây mọc tự nhiên, rất dễ sinh sôi và phát triển. Thông thường chúng ta vẫn quen dùng tía tô với vai trò như là một thứ rau thơm, gia vị cho nhiều món ăn. Tuy nhiên, với quan niệm của đông y, cây tía tô có vị cay, tính ấm, không độc nên nó được ứng dụng vào nhiều loại bài thuốc đông y điều trị nhiều chứng bệnh khác nhau như chứng mạo cảm, an thai, tiêu trừ đờm, chống buồn nôn, chữa các bệnh lý về đường tiêu hóa. Để làm được bài thuốc, sử dụng tất cả các bộ phận của cây tía tô và có thể sử dụng ở dạng tươi hay khô đều được. Sở dĩ tía tô có khả năng điều trị các bệnh lý về đường tiêu hóa, trong đó có đau dạ dày, là bởi vì theo nghiên cứu khoa học, trong cây tía tô có một lượng lớn tannin và glucose. Đây là hai thành phần có tác dụng chống viêm, làm liền các vết thiện loét, cũng như hạn chế được khắc phục gia tăng của các dịch vị axit trong dạ dày. Để sử dụng tía tô điều trị dạ dày, mọi người có thể dùng tía tô tươi hoặc khô với một lượng tùy ý, sau đó đem sắc nên để uống sẽ nhanh chóng đánh bay cơn đau, tình trạng ợ hơi, ợ nóng nên vùng cổ họng cũng không còn. Đặc biệt, bệnh nhân đau dạ dày không còn cảm giác buồn nôn và ăn uống thấy ngon miệng hơn. Bên cạnh đó, sử dụng là tía tô thường xuyên sẽ giúp bệnh nhân đau dạ dày có một giấc ngủ trọn vẹn, sâu giấc hơn. Chính vì vậy, mọi người hãy tích cực sử dụng, đưa lá tía tô vào thực đơn ăn uống của mình hàng ngày để chúng có thể giúp bạn nhanh chóng khắc phục được triệu chứng phiền muộn này nhé. Hãy bạn thấy hay hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn. Ăn uống thấy ngon miệng hơn. Bên cạnh đó, sử dụng là tía tô thường xuyên sẽ giúp bệnh nhân đau dạ dày có một giấc ngủ trọn vẹn, sâu giấc hơn. Chính vì vậy, mọi người hãy tích cực sử dụng, đưa lá tía tô vào thực đơn ăn uống của mình hàng ngày để chúng có thể giúp bạn nhanh chóng khắc phục được triệu chứng phiền muộn này nhé. Hãy bạn thấy hay hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn. Bạn thấy hay hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn.